Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cái dự án Double Achan. Đây là một cái dự án có ký hiệu là AAC và chúng ta sẽ chia sẻ khoảng 5 triệu 200 nghìn token AAC và tương đương với khoảng 70.000 đô la. Các bạn sẽ có rep 3.000 đô la sẽ chia sẻ cho top 100 nhé, và 67.000 đô la sẽ chia sẻ cho những cái bạn may mắn 10k slot nhé. Chúng ta sẽ chatbot nhé. Start. Con này thì khá là chậm nhé mọi người nhé. Đấy, chúng ta sẽ ấn Join Telegram nhé. Ui, nó còn bắt mình copy cái này. Copy text. Join. Dán vào đây. Rồi. Quay lại ở Twitter nè. Chúng ta sẽ theo dõi Twitter, ấn check. Ở đây thì send Telegram username của mình là Diệp Vấn. Đây, Twitter này. Mình sẽ theo dõi Twitter. Rồi, quay xuống bài viết. Like. Red Twin với Quarter Twin nhé. Tắt ba bạn bè mọi người nhé. Ui đấy, nó cũng bị dính thế này này mọi người ơi, không biết làm sao luôn đấy. Ủa bị làm sao vậy? Má sao tự dưng? Đấy mọi người, chắc là cái nút cộng của mình nó bị làm sao á. Cho tôi tắt mấy bạn đi đã nào. Trời ơi mọi người ơi, bị làm sao rồi ấy. Trời ơi, bị lỗi cái gì rồi ấy. Đấy, cứ ấn cái này làm khác là nó lên là sao ấy nhỉ? Ủa là sao? Bố mày nữa, bực mình. Đang làm giật cá mình thì red chuyên thế này cho nhanh. Ở đây vẫn phải tắt mà. Đấy, nó lại lên kìa. Đấy, chịu luôn đấy. Nhưng mà nó chạy đến đâu nhá các bạn nhé. Các bạn hãy chờ ra 1 phút để thưởng thức. Ủa, càng lúc nó càng chạy nhanh là sao vậy? Tôi bỏ qua cái này đi nhá. Trời ơi, biết sao là tắt sau nhá, tắt sau, tắt sau. Bây giờ là copy lấy profiling để dán vào trước đi đã. Trời ơi, tôi mệt quá đi cơ. Lại chuẩn bị hỏng rồi đây này mọi người ơi. Bây giờ mà ấn vào profile nó cũng hiện được. Đây, ấn vào đây nó hiện, nó cũng không copy được luôn này. Ủa là thế nào vậy mọi người? Chưa hiểu luôn đấy. Ủa nó cứ hiện chờ hớ ở đây là sao? Trời ơi, cái nút nào vậy? Nút nào nó dừng vậy? Má cô nữa, cô làm tôi khó chịu quá. BSC nữa là xong nhé mọi người nhé. Trời ơi, có 2 phút thôi mà nó lên được 10 phút rồi đấy. Rồi các bạn copy lấy link giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia nhé. Đây nhé. Ôi giời, mệt mệt mệt. Mọi người ơi thông cảm nhé. Chắc là cái máy tính của mình nó bị lỗi rồi đấy. Cũng khá là cổ lâu rồi mà. Mấy năm rồi nhỉ, chắc là phải là cái mới rồi đấy. Mọi người đăng ký và tham gia theo dõi ủng hộ mình nhé, để mình có thêm động lực nhé. Có kiếm được nhiều tiền thì mới mua được cái máy mới, không vứt cái này ra xỏ rác luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.